Thưa quý vị và các bạn, lão thích trốn tránh gặp người làng, một mình một bến tắm để không phải thấy mặt ai và không ai thấy mình. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện thêm lão Cần ở đây, lại nhận là mình đã tắm ở đoạn sông này cả chục năm nay rồi, trước cả lão thích. Cần trước đây bị buộc là địa chủ trong cải cách ruộng đất nên từ đó cũng tránh xa người làng, chờ khi đêm tối lão mới ra đây tắm. Giờ lão Cần cũng có con trai đi bộ đội nên lão tự tin, không ai có thể làm gì được lão nữa. Thế nhưng trong làng giờ đây lại đối mặt với một chủ trương mới của nhà nước là giải tán tổ đổi công, thành lập hợp tác xã. Dù theo nguyên tắc tự nguyện, nhưng dường như không ai muốn rằng sau một đêm của nả trong nhà đều biến thành của chung, không còn là của mình nữa. Cả làng đứng trước một sự thay đổi mà chưa ai biết sẽ đi tới đâu. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Cả đám đông cười ồ. Người nói đúng đấy. Người hô có làm có hưởng, không làm không hưởng. Người khỏe làm nhiều, yếu làm ít. Thế mới là văn minh, chứ không như chế độ cũ, bóc lột người ta thế nào cũng được. Cần biết người ta nói kháy mình, nhưng mặc kệ, chờ cho đám đông dịu xuống, lại tiếp. Còn câu hỏi thứ hai, nhà tôi có hơn 7 mẫu ruộng, 1 trâu, 2 ao, mấy miếng vườn nữa, cộng lại hơn 10 mẫu. Bây giờ tôi chỉ nộp vào hợp tác xã bằng số ruộng bình quân như mọi nhà. Số còn lại tôi không nộp mà để lại làm ngoài có được không? Nộp cả thì thiệt nhà chúng tôi so với những nhà nộp ít. Hay hợp tác chỉ định ra một mức phải nộp, còn lại ai không muốn nộp thì thôi, ai muốn bán thì hợp tác mua. Thế mới công bằng hợp lý chứ. Chứ ai có bao nhiêu nộp bấy nhiêu là không bằng, lại thiệt tí. Đào lúng túng trước câu hỏi này. Chưa ai đặt ra tình huống này mà không biết họ có nghĩ ra chuyện này không nhỉ? Nếu nghĩ ra thì phải giải thích cho kỹ và hướng dẫn cách trả lời chứ. Nhà nước chắc không sai rồi, chỉ vì trình độ mình thấp, không thuyết phục được người ta thôi. Đào giơ hai tay ra, nhỏ nhẹ. Việc anh Cân nêu ra, tôi chưa lĩnh hội được ý cấp trên ra sao nên chưa giải thích được. Để tôi hỏi trên, xong xin trả lời câu hỏi của anh trong kỳ họp sau. Nhưng tôi xin nói thế này. Cuộc cách mạng của chúng ta không chỉ xóa bỏ áp bức bóc lột, mà còn xóa bỏ nguồn gốc của chế độ tư hữu. Vậy chắc sẽ không có chuyện để lại một ít ruộng đất nằm ngoài hợp tác xã được đâu. Tôi vừa đi tham quan hợp tác xã ở trên Quỳnh Côi về. Có chuyện này xin nói để bà con biết. Có một hộ chưa vào hợp tác xã vì những tính toán hơn thiệt. Vẫn muốn làm ăn riêng vài vụ cho chắc ăn rồi mới vào. Nhưng ngay vụ đầu tiên đã gặp khó khăn ngay. Ruộng hộ này nằm lọt thỏm vào giữa khu ruộng của hợp tác xã. Khi cả cánh đồng đổ ải để cấy, nhà ấy không biết dẫn nước vào ruộng nhà mình bằng cách nào. Xin nước của hợp tác xã thì không được vì chả ai có quyền cho. Bán cũng không ai có quyền bán mà cũng chẳng biết bán thế nào. Sau ông đội trưởng linh động, cho hộ ấy được đi tát nước ngang công với những hộ khác trong hợp tác xã. Việc ấy coi như xong, nhà ấy cũng cấy được đúng thời vụ. Nhưng khi cần tát nước cho lúa thì gặp rắc rối. Ruộng hợp tác đã bón phân rồi thì không ai cho tháo nước qua. Thế là lại bị khô mất chục ngày. Thế là mất sản lượng. Đây, tôi nói thế để bà con biết cả làng đã tập thể hóa rồi, còn vài bác hộ không chịu vào hợp tác xã sẽ khó chăm bề từ những việc nhỏ như thế, chứ việc lớn thì còn khó đến đâu. Bà con cứ suy nghĩ rồi cho ý kiến tiếp đi, tôi sẽ giải thích cho. Thỉnh ngồi nghe, không có ý kiến gì, nhưng trong đầu tính toán những điều hơn thiệt như một cái máy. Trước lúc đi, lão Thích đã nhắc rồi. Ở chỗ ba quân, nghe nhiều, nói ít, chỉ nói khi mọi thứ đã ngã ngũ, chỉ nói cái người ta đã nói. Nói theo ý người trên, nhưng phải nói theo cách của mình. Ếch chết tại miệng. Chỉ người ngu mới tin cóc kêu thì mưa. Mưa nắng là chuyện của trời. Đến lúc mưa thì kiểu gì cũng mưa. Trước cơn mưa, trời đất đổi thay, mây mưa vần vũ. Còn cóc nó thích hơn người. Nó biết được điều đó, nên nó kêu đón mưa. Đứa ngu cứ tin là nó đã kêu thì trời phải mưa là thế. Anh đừng để cơ hội nó vụt khỏi tay.
bao giờ cũng phải kiếm lấy một cái chân chỉ huy, chứ đừng làm chân đầu sai. Chỉ huy thì đỡ khổ, lại có miếng sống, miếng chín, nhưng nếu cầm đầu tất cả thì lại thất sách vì khổ. Khổ vì việc, khổ vì người. Đủ thứ khổ mà nói ra chả ai tin. Nếu không đừng được, chỉ xin nhận cái chân thư ký đội sản xuất thôi nhé. Thỉnh cãi, thư ký là cái chân sai vặt của đội trưởng, đội phó, báu gì? Lão Thích nghiến răng, anh non lắm, bằng này tuổi mà còn non thế. Có ra làm việc, thiên hạ nó bóp mũi chứ kể. Không chịu nghĩ thì rồi chỉ đi hầu người ta thôi. Chịu nghĩ một tí thì không làm thầy được thiên hạ, cũng chẳng để đứa nào nó ngồi lên đầu mình được. Chuyện còn dài, nhưng tôi chỉ mách anh thế này. Làm thư ký đội, mình nắm được mọi chuyện làm ăn ở cái làng này. Đấy là của cải đấy. Thằng đội trưởng hay đội phó mới là thằng đầu chày đít thớt, nghe chưa? Thôi, đi đi. Thế góp ruộng vào hợp tác xã thì ý thầy thế nào? Việc nhà anh lo. Vì nhà tôi gánh. Anh cứ im lặng. Nếu chúng nó quây anh vì chuyện của tôi, anh cứ trả lời. Bây giờ thầy tôi là hộ độc lập. Ý ông ấy thế nào, các ông các bà cứ hỏi thẳng ông ấy. Tôi đã nói rồi, nhưng ông ấy vẫn còn ậm ừ. Chưa ra cũng chẳng hẳn không. Tôi cũng sẽ vận động ông cụ nữa, nhưng bố con tôi khắc khẩu, chỉ được vài ba câu là sinh cãi nhau. Tôi chỉ là một cá nhân, chỉ vận động, chứ không ép buộc được. Con cái có bao giờ ép buộc được cha mẹ? Chuyện ngược đời ấy, xưa nay không ai làm. Mà nhà nước lại cũng có chủ trương tự nguyện. Nói thế là xong phận anh. Những gì còn lại, mặc mẹ tôi. Thỉnh thầm phục thầy mình. Nghe người ta nói, thì thư ký sản xuất là người chuyên ghi chép các công việc hàng ngày, ghi công lao động cho các hộ theo sự phân công của đội trưởng, đội phó. Cuối vụ, lên phương án chia thành quả lao động cho tập thể và cho từng hộ. Thì ra, cái chỗ ông già nói là chỗ này đây. Tiếng rằng chỉ ghi chép những việc người ta làm, nhưng một ngày có hàng trăm việc, ai làm những gì, ở đâu, kết quả thế nào. Một vụ những 4-5 tháng, có phải ai cũng ghi chép đâu mà đối chiếu? Vậy thì chỉ xê xích một tí là ra vấn đề rồi. Đến lúc ấy, Thỉnh mới xin có ý kiến. Tôi thấy thế này. Hợp tác xã là việc mới. Nhiều cái mới chỉ bắt đầu. Nhiều cái chắc phải vừa làm, vừa vỡ ra thôi. Làm sao một lúc đã tính toán hết mọi chuyện được? Tôi cho là cấp trên sáng suốt, đã nghĩ ra những đường hướng cho chúng ta như vậy rồi. Thì giờ chỉ bàn cách thực hiện thôi. Lãnh đạo sản xuất là việc lớn. Chắc đảng ủy và ủy ban xã đã có chọn người rồi. Đảng ủy chọn ai, tôi cũng tán thành. Cá nhân tôi cũng mong muốn được góp sức cùng với bà con. Nhưng hiềm vì năng lực kém, tín nhiệm ít. Nhưng được cái tính nết cũng cẩn thận. Chữ nghĩa cũng đủ học thông viết thạo. Tính toán được. Nên dù được các ông bà giao cho việc gì, tôi cũng sẵn sàng. Tôi hết ý kiến ạ. Nghe Thỉnh nói, chị Đào như nở từng khúc ruột. Ý kiến của Thỉnh nêu ra rất đúng lúc. Vừa quán triệt được tinh thần chỉ đạo của cấp trên, vừa hợp lý, hợp tình, lại thể hiện được tinh thần sẵn sàng gánh vác công việc chung nữa. Thường người ta trốn việc, chứ mấy ai chịu sẵn sàng đứng ra nhận việc về mình như thế. Chị giơ tay xin bà con yên lặng. Mắt lấp lánh niềm vui. Thưa bà con, việc thì nhiều, nhưng ý kiến như vậy cũng hòm hòm rồi. Giờ cũng khuya, tôi kết luận ngay để bà con về nghỉ ngơi, mai còn ra đồng. Đúng như bà con nêu vấn đề, xây dựng hợp tác xã là một chủ trương lớn, có nhiều cái mới, chúng ta cũng chưa thấy hết được. Nhưng đấy là con đường đi đến ấm no, hạnh phúc, đến một nơi để ngang bằng với nơi khác, nước khác, nên chúng ta phải theo thôi. Không có gì mạnh bằng sức mạnh tập thể. Nay mai, chúng ta còn phải đào thêm mương máng, hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu để chủ động nguồn nước, xây khu chăn nuôi tập trung để chủ động nguồn thực phẩm, phân bón, xây nhà kho của hợp tác xã để chứa sản phẩm. Nếu không có hợp tác xã, sẽ không giải quyết được tất cả những chuyện ấy. Đội trưởng, đội phó sản xuất thì chi bộ thôn sẽ lựa chọn, xin ý kiến để ban chủ nhiệm hợp tác xã duyệt. Nhưng thư ký đội sản xuất thì tôi thấy chúng ta có người rồi đấy. Bà con sẽ bầu thôi, nhưng tôi thấy người như anh Thỉnh là rất phù hợp.
anh Thỉnh vừa có kinh nghiệm sản xuất, làm ăn cơ chỉ, văn hóa cũng hết lớp 4 rồi, có thể giúp bà con khoản sổ sách được. Chuyện giấy tờ phải cẩn thận, ở cái làng này không ai hợp hơn anh Thỉnh đâu. Thôi, cứ dập dạp như thế đã nhé. Ngày mai chúng ta cũng họp như hôm nay. Mai nhờ ông bà chủ cho chúng tôi nồi nước chè tươi như ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì xin giải tán. Hợp tác xã đã được thành lập, có tên là Quyết Thắng. Ai cũng bảo bước vào giai đoạn làm ăn mới phải có cái tên cho đàng hoàng. Vừa nói ra được cái ý thức vùng lên của nông dân, đã làm chủ đời mình, không còn quanh quẩn ăn góc bếp, chết chân đống rơm như xưa nữa. Ai cũng nêu ý kiến của mình nên thế này, thế kia. Người đòi phải đặt tên là Hy Vọng. Người bảo cứ để cái tên Đồng Hòa là cái tên làng của cha ông, không nên bỏ mất cái tên ấy. Có bà cố gắng thuyết phục mọi người nên lấy tên là Ngày Mới vì cái tên ấy nó mang nhiều ý nghĩa. Ông kêu gọi đặt tên là Hy Vọng, cố thuyết phục mọi người hướng đến ngày mai, mong đời con cái sẽ mát mặt hơn. Nhiều người cười, bảo cái tên ấy nó mong manh quá, nó cứ như chuyện của mấy ông văn nghệ, chứ chả gắn gì với khí thế mới của làng mình. Không thể hiện được tinh thần quyết thắng mọi kẻ thù giai cấp của bà con nông dân. Đã phát là động, như ông chủ tịch xã lần họp xã nào cũng nói. Cái tên ngày mới cũng rất mông lung. Tên làng, ai nghĩ cũng cần giữ, nhưng đó là tên làng, chả đi đâu mà mất. Còn tên hợp tác xã phải khác. Cuối cùng, tên Quyết Thắng được chọn vì nó vừa mang khí thế của lối làm ăn mới, vừa thể hiện sức mạnh của nông dân thời đại mới, không chịu thua kém bất cứ ai, kể cả công nhân là giai cấp đang lãnh đạo, dù cả làng chưa nhìn thấy mặt mũi một ông công nhân cụ thể nào. Cái ông người làng tên Vịnh, vì tức mình mà bỏ làng đi làm công nhân mỏ than vàng danh từ hơn năm trước thì không tính. Ông ấy cũng chỉ là anh nông dân, mới pha phách tí công nhân từ năm ngoái thì nói làm gì. Phải là một anh công nhân thứ thiệt, mặc quần áo vải xanh, đội mũ vải mềm, điều khiển máy móc chạy ầm ầm thì mới là anh công nhân trong mơ của mọi người. Thế là cái tên Hợp tác xã Quyết Thắng thôn Đồng Hòa được thông qua. Hôm sau, ngay cổng làng, một cái khung bằng tre, lòng bằng cót quét vôi trắng. Trên có dòng chữ bằng ruột pin đen theo kiểu chữ in. Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng thôn Đồng Hòa, giăng qua đường, trên mấy cái cọc tre còn tươi nguyên. Chỉ có hai chữ nông nghiệp hiệu thêm vào mà gây ra tranh cãi mãi. Mấy ông trong ban quản trị bắt hiệu phải viết lại vì hai chữ nông nghiệp chưa được duyệt. Hiệu cãi, cả làng làm ruộng, không ghi nông nghiệp thì ghi chữ gì? Hợp tác xã có nhiều loại, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã cơ khí, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp như ở thị trấn Diêm Điền. Mình phải ghi rõ ràng như thế mới chính danh. Làng mình làm ruộng toàn tòng thì nông nghiệp là đúng quá rồi. Các ông trong ban quản trị lúc đầu không phục, nhưng nghe chừng cái thằng này nó có lý, nên cuối cùng cũng cho qua. Với kết luận vớt vát, việc đã làm rồi, cái la cót mới, những hơn đồng bạc, lại còn vôi, che pheo với nửa ngày công vào đó nữa, để tránh lãng phí. Không thay nữa, nhưng từ giờ trở đi, chỉ được làm theo đúng nghị quyết. Xã hội văn minh thì phải thế cho nó quy củ dân. Ông đầu được xã chỉ định để bà con bầu làm chủ nhiệm. Có người thắc mắc, xã đã chỉ định rồi, có giới thiệu người khác được không? Xã trả lời không được vì đây là người do chính quyền giới thiệu. Để dân bầu cho nó vừa tập trung vừa dân chủ chứ. Để giới thiệu tóe loe ra thì biết đằng nào mà làm. Xã đã chọn thì chỉ có đúng. Lại thắc mắc, thế thì bầu làm gì nữa? Đã được chỉ định rồi thì cứ thế mà làm. Bày ra bầu bán làm gì cho mất thì giờ. Vì đại diện ủy ban xã giải thích đây là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung để không bị phân tán. Dân chủ là để mọi người ai cũng có quyền bầu, ai cũng được thể hiện cái quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Như thế mới thể hiện đúng nguyên tắc đảng cử, dân bầu, mới đúng tinh thần ý đảng, lòng dân là một. Bởi vì trên giới thiệu một người, nhưng mình vẫn còn được lựa chọn cơ mà. Nhưng lựa chọn gì thì cũng phải thể hiện tinh thần xây dựng, vì tập thể, chứ không được vô tổ chức, phá bĩnh. Chả thế mà khẩu hiệu viết bằng phấn trắng trên tấm bảng mượn của lớp học đã ghi
sáng suốt lựa chọn người làm chủ nhiệm để lãnh đạo hợp tác xã. Ông Đầu thì cả làng này, ai mà chả biết. Trước khi đi bộ đội, Đầu là du kích thôn. Sau đợt ấy, năm 1948, Đầu vào bộ đội, tham gia đánh vài chiến dịch, mà oách nhất là trận Điện Biên Phủ. Năm 1955, phục viên về làng. Về nhà tháng trước, dân làng còn thấy bóng dáng của anh bộ đội. Tháng sau, đã chả ai còn nghĩ anh chàng này đã có thời gian sống trong quân ngũ, lại còn làm đến trung đội trưởng nữa chứ. Đầu hiện nguyên hình một ông nông dân chính hiệu, từ cách làm ăn, suy nghĩ, tính toán hơn thiệt, vừa ngây thơ, vừa láo cá. Trên bức tường đắp bằng đất ở nhà Đầu, treo 3-4 cái bảng khen, trong đó có cả cái ảnh được cắt ra từ tờ tin của trung đoàn, nhìn rất rõ anh chiến sĩ Nguyễn Viết Đầu mặc áo chấn thủ, Đầu đội mũ lưới, được thủ trưởng trung đoàn bắt tay hôm dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn đại đoàn. Ai hỏi về chuyện ấy, Đầu đều hào hứng kể chiến công của trung đội do mình chỉ huy, ghim chân cả một tiểu đoàn địch ở con đường độc đạo từ Lào về để trung đoàn vận động kịp thời tiêu diệt gọn trước khi chiến dịch Điện Biên bắt đầu. Dáng đi cứ lắc lư như người quen sống trên nước, Đầu lúc nào cũng chúi về phía trước. Bước chân nện huỳnh huỵch trên đường làng, nhưng Đầu khỏe cực kỳ. Cả gia đình chết đói hết năm 1945. Đầu may thoát chết vì lúc đó đang đi ở cho nhà Lý Hào. Vẫn phải làm lụng suốt ngày, ăn không đủ no, vẫn bị mắng chửi, nhưng nhờ đó mà thoát chết. Khi thực hiện sửa sai, có người máy móc chuyện Đầu đã từng làm con nuôi nhà Lý Hào. Đầu thủng thẳng. Con nuôi thì không, nhưng tôi có gọi hắn là ông, xưng con thì có. Lúc ấy, không chỉ những người làm cho nhà hắn gọi thế, mà làng mình ai cũng gọi thế cả. Mà gọi thế thì có sao đâu. Hắn già như thầy tôi. Tôi gọi thế chẳng tội vạ gì. Đồng chí đội phó đội công tác tỉnh cử về giúp xã, nói nhỏ vào tai Đầu. Anh nói thế là mất lập trường, cứ trôi phát đi thì đã sao? Lúc ấy có ai ở đó mà bắt bẻ anh được? Đầu vặc lại. Mất lập trường ở chỗ nào? Ngày ấy đi ở cho nhà người ta, người ăn kẻ ở nhiều, ai cũng gọi như thế cả. Mình không gọi thế mà được à? Cái gì nó ra cái ấy? Chính tôi là người dẫn đội Việt Hùng vào bắt hắn đấy. Lũ chó nhà hắn quen hơi tôi không dẫn thì có lọt được vào nhà hắn không? Chó nhà ấy dữ như cọp, đánh nhau tay bo còn chả xong nữa là. Thế hắn bị khử ở đâu? Cái ấy tôi không biết. Dẫn hắn ra đến chùa Sắn thì rút rè nhét ở mồm ra cho hắn thở. Cái khăn vuông của vợ hắn tọng đầy mồm, hắn không thở được. Hắn vốn bị hen, nhìn thấy tôi từ lâu rồi, nhưng lúc chỉ có hai người ngồi với nhau, hắn nói: Anh Đầu ơi, tôi có xử tệ với anh bao giờ đâu mà sao anh nỡ xử với tôi thế? Anh nói giúp cho tôi một tiếng, tôi ơn anh suốt đời. Tôi bảo hắn: Ông có tội với nhân dân, ông phải chịu. Nhưng tội ông chưa phải tội chết. Nếu ông bị tội chết, người ta xử ông tại nhà, chứ không bắt đưa đi đâu. Bây giờ cách mạng đưa ông đi học tập thời gian, rồi lại cho ông về, liệu mà ăn ở cho phải. Hắn vừa run vừa nói với tôi: Tôi biết tội tôi cũng nhẹ thôi, nhưng ai đã bị đội Việt Hùng hỏi đến thì chỉ có chết thôi. Ở nhà hay ở đâu cũng vậy. Chỉ có đi, không có về. Hay anh thả tôi ra, tôi trốn biệt đi một nơi. Bao giờ yên hàn tôi về, tôi không làm hại gì cách mạng nữa. Thả ông ra thì chết tôi à? Anh làm sao mà chết? Cứ coi tôi như trốn, anh không biết. Cả nhà tôi đội ơn anh. Anh về, không cần nói gì cả. Cứ đưa cái khăn vuông này cho nhà tôi, là bà ấy hiểu. Bà ấy sẽ đền ơn anh thay tôi. Thóc hay tiền, anh cứ nói, bà ấy sẽ lo liệu. Không được, ông đừng nói nữa. Nói nữa tôi gọi người ta vào thì tội ông còn nặng hơn đấy. Lúc ấy tôi nói thế thôi, chứ cũng suy nghĩ nhiều. Mình chưa nhìn thấy hắn tự tay giết ai. Làm lý trưởng hay tránh hội tề thì cũng nhiều người làm. Mình cũng nghĩ đội Việt Hùng bắt hắn đi để cải tạo thời gian thôi. Thằng con hắn đáng chết, chứ hắn thì chưa đến thế. Nhưng cứ ngồi nghe hắn nói mãi, khi mình nghe hắn cũng nên. Thành ra phải dọa thế để hắn im. Không biết về sau lúc giải hắn đi thế nào,
người nhà hắn sau này nghe ai nói không biết, có đánh tiếng nhờ tôi. Nếu biết hắn nằm ở đâu thì chỉ chỗ cho họ đưa về để còn hương khói. Tôi cũng chỉ biết thế thôi, chứ thực hư thế nào không rõ. Mà ông đừng có hở chuyện này ra đấy nhé. Chả sợ gì đâu, nhưng cũng chả lợi gì cho công tác. Làm chủ nhiệm hợp tác xã, đầu hăng hái lắm. Đầu thành tâm tin rằng con đường dẫn đến no ấm cho cả làng đã được cấp trên vạch sẵn ra rồi, chỉ còn là chuyện thời gian. Tinh thần bà con lên rất cao, việc gì cũng giải quyết rất chóng vánh. Ngày dường như không ai thấy đầu ở nhà, trừ lúc ăn với lúc ngủ. Hai tay chắp sau điếc, vẫn cứ dáng đi lắc lư, khuỳnh khuỳnh như vậy. Đầu đi từ đầu làng đến cuối làng, cứ từng nhà một, hết ngõ này sang ngõ khác. Thông báo, giải thích, vận động, quát nạt, nhắc nhở. Từ chuyện ruộng đồng sâu hết nước, sang chuyện đồng màu cửa chùa khoai lang, cần vun gốc, ngắt ngọn, đánh gióng tránh mưa. Chuyện phân chuồng, phân xanh, cần ủ cho kịp hoai, đến nhà nào để trâu ăn lúa. Nhà nào suốt ngày buộc trâu ở nhà, không chịu chăn thả, lấy đâu có sức cho vụ tới. Ban ngày, ban tối, ngày mưa, ngày nắng, không khi nào người ta thấy vắng bóng ông trên đường làng. Đầu làm những việc ấy như một nhu cầu, một niềm vui, và dường như thiếu nó, ông không chịu được. Hôm đến ngõ nhà Hận, nhìn thấy con trâu nhà Hận nhận nuôi cho hợp tác, chắc bị nhốt cả ngày trong chuồng, hai bụng lép kẹp, đang dùng sừng phá gióng. Đầu đứng từ ngoài cửa gọi to. Hận ơi, có nhà không? Hận thò đầu ra, đầu tóc bù xù. Đứa nào déo người ta vào giờ này đấy? Không để cho ai nghỉ ngơi gì à? Tao đây, sao nhà mày để trâu đói ăn thế này? À, ông chủ nhiệm, ông nói thế nào ấy chứ? Cháu vừa mới cho ăn cả gánh cỏ xong, đói thế nào được? Ông không nhìn thấy cứt nó đang phòi ra đằng đít kìa. Này, tao bảo cho mà biết, bỏ cái trò nói chùm, nói lợp đi. Cứ tưởng nói thế thì bịt mồm được thiên hạ. Mày tưởng cái yếm của mày cứ tốc lên là bịt mắt được tất cả những thằng đàn ông thiên hạ chắc. Cái ấy chỉ che mắt được mấy cái thằng bỏ mẹ, thấy gái là nháo nhác như quạ vào chuồng lợn thôi. Tao không thèm đong đều với nhà mày. Có cần tao gọi mấy người sang đây xem trâu nhà mày no hay đói không? Thôi ông ơi, cháu làm gì ông đâu mà ông ăn nói độc mồm, ngoa ngoắt thế. Có cái chuyện con thế, chả bỏ phải làm phiền người khác. Nhà cháu đảm bảo với ông là nó vừa ăn cả gánh cỏ rồi. Nhưng ăn xong thì nó cũng phải ỉa chứ. Nhà cháu vừa phải hót cái đống cứt nó ỉa ra, to như mả thằng ăn mày xong. Thôi, để đấy, tí nữa cháu gọi thằng cu về, cho ra đồng một lúc, cho nó đỡ cuồng cẳng. Thế, ông nhé. Nói xong, Hận quay luôn vào nhà. Chờ đã, đám ruộng đội giao cho nhà mày, bên đồng thi xá, cỏ lên tốt hơn lúa rồi đấy. Liệu mà làm cỏ đi. Vào hợp tác xã rồi mà cứ làm ăn như nhà mày thì có mà ăn cám à? Lúc nào cũng mồm mép đỡ chân tay. Nhưng lúc không có cái gì va vào mồm thì lại quang quạc lên kêu hợp tác xã cứu tế. Được rồi, tuần này nhà cháu sẽ làm xong hết mọi việc, cả cỏ lúa đồng thi xá, cả vun luống khoai lang cửa đình. Gớm, việc thiên hạ mà ông còn nóng hơn việc nhà. Ơ cái con này, việc nào là việc thiên hạ? Việc thiên hạ thì làm như mèo mửa, còn việc nhà thì mới chăm chỉ hở. Nói mãi rồi mà vẫn chứng nào tật ấy. Nói xong câu ấy, đầu quay ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Còn nặc nô, chuyện đực cái thì sung sục lên, còn chuyện làm ăn thì cứ bỡ đực bữa cái, làm đâu bỏ đó. Chả còn biết ra làm sao nữa. Chả hiểu rơi xuống đất khiến thế nào, mà đầu lại bước vào chùa. Con đường từ làng ra chùa men theo bờ ao, phía bên kia là nhà hiệu. So với trước đây, cái thời Lý Hào lúc mới chỉ là phó lý, thì nhà vườn bây giờ tiêu điều quá. Chả còn ra cái vườn có tay người chăm sóc nữa, mà cứ như vườn hoang. Cái vườn rộng, giáp ao, sau Hòa Bình đã được chia cho một gia đình trồng màu. Từ bên này đường, nhìn thông thống qua cái ao rộng, bao giờ cũng nhung nhúc cá. Từ nhà hiệu ra đến chùa chỉ cách nhau mỗi mảnh vườn. Ao chùa cũng rộng và nhiều cá như ao nhà hiệu. Có cái rãnh thông nhau để lấy nước sông, lúc nước lên. Cá ao chùa nhiều vì dăm sáu năm có thấy tát lần nào đâu.
cụ chùa không ăn chay, nhưng sống đạm bạc. Ăn uống thì rau dưa quanh quéo, thế nào cũng được. Thành ra, trong ao chùa, cá nuôi lớn dần, mẹ đẻ con đẻ cháu, cứ thế sinh sôi nảy nở mãi. Con kênh nối liền với ao trước đây dùng để dẫn nước vào ao mùa cạn, điều hòa nước mùa mưa, bây giờ cũng bị chặn lại bằng một cái cống xây có mái vòm. Ao nhà Hào rộng lắm, lại không tát hàng năm như nhiều ao khác, mà phải dăm bảy năm, chục năm mới tát một lần. Hồi Lý Hào còn, mỗi khi năm hết Tết đến, đám người nhà thường dùng lưới vét đánh cá. Nước sông ra vào quanh năm, nên ngoài giống cá thả như mè, chép, chấm ra, vùng này còn có giống cá măng, cá trầy, theo nước sông vào rồi nảy nở, sinh sôi thêm. Có những con cá măng to dăm bảy cân, mỗi khi đuổi mồi, quẫy như người tắm. Cá mè cũng to như mo nang. Giờ ao là của hợp tác xã, năm nào cũng tát để chia cá cho mọi nhà ăn Tết, nên cá chả kịp lớn. Giặt loại mè danh, 5-6 con mới được 1 ký. Các giống khác cũng mất dần. Đầu cứ ngó nghiêng mãi, tìm cái lối, đêm ông dẫn đường cho đội Việt Hùng đột nhập vào nhà Hào mà không nhận ra. Nhà Hào ở rìa làng, nên phía ngoài là mương nước, bên trong là hàng tre dây ken dày như buộc. Gai tre nhọn tua tủa, trồng từ bao giờ chả biết, ngăn cách hẳn ngôi nhà với xung quanh. Cái giống tre dây trồng lâu năm, mọc chen chúc, ken dày như lũy, chó còn chả chui lọt, nói chi người. Hôm ấy, đầu ra mài con dao pha thật sắc, tối xuống được một lúc bỏ vào sát rặng tre. Lấy dao vừa sờ, vừa cắt từng cây tre, khoét được một lỗ hổng đủ để một người chui qua. Giống tre dây, thân chỉ bằng cỡ đầu ngón chân cái, nhưng lại đặc, cành đan vào nhau như buộc, không thể kéo ra được, ngay cả khi thân tre đã bị cắt đứt. Vì vậy, mỗi cây đầu phải cắt 2 lần. Lần đầu cắt sát gốc, lần sau cắt cách chỗ cắt trước độ 2 gang bàn tay, vừa cho người chui lọt. Vừa mới cắt được 1-2 cây thì có tiếng gừ gừ của con vện. Dường như con chó cũng nhận ra người quen, nên nó chỉ hầm hừ chứ không sủa. Đầu huýt sáo nho nhỏ, trong miệng như đùa giỡn với nó, ngày còn làm cho nhà Lý Hào. Con vện nhận ra vẻ thân thiện của người cũ, nó hực lên mấy tiếng. Mấy con khác cũng chạy xô lại, nhưng con nào cũng chỉ chạy loanh quanh, vừa hít hít, vừa vẫy đuôi mừng. Cậu Kiềm, đội viên Việt Hùng, sơ ý lúc chui vào, bị cây tre cào suýt mù mắt ngay tại đây. Thế mà hàng rào tre giờ dường như cũng thưa hơn trước, có chỗ một người lách qua cũng lọt. Đầu nghiêng ngó mãi mà vẫn không thấy cây nhãn to như cây cổ thụ đâu. Chắc người ta đã hạ từ lâu rồi. Lối đi xưa, đội Việt Hùng giải Lý Hào về căn cứ cũng là con đường chạy đến sau chùa. Giờ gần như lối mòn đi qua rừng, chỉ rộng độ hơn mét, cỏ mọc che kín cả. Chỉ trời ra, mỗi lối đi lọt chân người. Mấy năm nay, có ai ngó ngàng gì đến chùa chiền nữa đâu. Ngày rằm mồng một cũng chả còn ai ra chùa. Chỉ có một ông sư thầy, sống âm thầm giữa đảo hoang với mấy mảnh vườn chùa. Cái ao đầy bèo ong, tịnh không có tiếng cá đớp. Chùa Đông Hòa chả biết xây từ thời nào, nhưng có khá nhiều tượng đẹp. Ngày còn bé, thỉnh thoảng đầu cũng từng ra đây, chủ yếu là ăn trộm nhãn, bưởi. Ngày ấy, chùa cũng không có tường vây, nhưng không tan hoang như bây giờ. Những cây lưu niên trong chùa nhiều, cây nào quả cũng lúc liều, mùa nào thức ấy. Hoa thì mẫu đơn đỏ, trắng, hài đường, ngọc lan, ngâu, mộc lan mát thơm, tạo ra một không khí thật dễ chịu. Không gian tĩnh lặng, thanh u. Mùi hương đen đặc biệt của hương lai chiều hòa vào không gian hoa lá xay xay rất lạ. Giờ cây ăn quả vẫn còn, nhưng lèo tèo những quả đèo quả đẹn. Cây thị cổ thụ bị sét đánh gãy năm kia, ngọn vẫn còn nằm đổ gục vào tường chùa, chả ai buồn hạ xuống. Cành đâm lên trời tua tủa, trông nhức mắt. Mấy cây nhãn bị bẻ quả từ lúc cùi còn mỏng dính, đục như mắt chó khói, chưa có vị ngọt, lại bị rơi vầy, trông thật sơ xác. Quái, cây mẫu đơn sao lại như đang bị đánh gốc dở dang thế này? Đất đảo nham nhở, lá cây đã bắt đầu héo. Đầu bước vào chùa, vắng lặng như chùa hoang. Đầu lên tiếng. Cụ chùa ơi, đi đâu mà bỏ nhà cửa thế này?
A-di-đà Phật, ai gọi đấy? Xin chờ tôi một lát. Tiếng trả lời nhỏ nhẹ cứ như từ dưới đất vọng lên, rồi từ phía ngách đi ra vườn, giáp mương nước. Sư thầy bước ra. Ôi, chào ông chủ nhiệm. Ông đi đâu mà quá bộ ra đây vậy? Tiếng sư thầy nhẹ, như hơi run rẩy, ánh mắt nhẫn nhịn, đầy vẻ nghi ngại. Tôi ra hỏi xem cụ đã nhận được quyết định của ủy ban chưa? Thưa ông chủ nhiệm, tôi nhận rồi, nhưng xin các ông gión tay làm phúc, để lại ngôi cổ tự này lại. Ông xem nó có gây hại gì cho ai đâu. Những việc khác tôi xin chấp hành cả. Chỉ xin các ông đừng dỡ chùa thôi. Không được, cụ ạ. Bây giờ bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện đời sống mới là công việc quan trọng không của riêng làng nào. Trên chủ trương phá bỏ tất cả những đình chùa, miếu mạo gắn với phong kiến đế quốc để xây dựng đời sống mới. Xã hội ta là xã hội duy vật, không thừa nhận thần quyền nên phải phá bỏ mọi tàn tích của nó. Phá đến tận gốc, cụ hiểu không? Cụ cũng đã học tập về chuyện này rồi, đã thông rồi, sao giờ lại có ý khác như vậy? Thông thì có thông, muốn thông lắm mà vẫn cứ vướng ông ạ. Tí tí thôi, nhưng vẫn cứ vướng. Chả phải là có ý khác đâu, cũng là ý cũ thôi, nhưng có lúc nào được nói ra đâu. Có ai nghe đâu, nên nghĩ thế mà vẫn cứ phải để trong lòng. Con người có tổ có tông, có đức tin của mình. Khi không còn tin vào cái gì nữa, thì cũng là bắt đầu tai họa đấy ông ạ. Tôi không lộng ngôn đâu. Thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ thần Phật, phù hộ độ trì là cái nếp của con người có trước có sau. Sao lại gọi là mê tín dị đoan được? Đức Phật từ bi, xưa nay chỉ khuyên người ta ăn ở phúc đức, chứ có khuyên chúng sinh làm hại ai bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.